Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Bính Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, ngày Bính Tuất, tức can sinh chi, nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, ốc thượng thổ, kỷ tuổi, canh thìn, nhâm thìn, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành họa cục, xung với Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi và tuyệt Thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Mậu Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý và Nhâm Tuất. Tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Tuế Hợp, tốt mọi việc, sao Giải Thần, đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được các sao xấu, trừ sao Kim Thần, Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Địa Tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao Trùng Tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Tứ Thời, cô quả, kỵ về an táng, sao Không Phòng, kỵ về cưới hỏi, sao Quỷ Khóc, xấu đối với tế tử, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam và Tài Thần hướng Chính Đông. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên tối ưu lựa chọn hẳn nhiên những điều đơn giản và tự nhiên là rất tốt. Nhưng như thế không có nghĩa rằng bạn làm việc gì cũng tùy hứng. Nếu như bạn muốn đạt được kết quả cao trong công việc thì bạn cần phải thận trọng hơn trong mọi việc, trong mọi sự tính toán của mình ngày hôm nay. Đừng có để cho mình vướng vào những thứ không thực sự chắc chắn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, và đây là cơ hội tốt để cho bạn có thể được thấu hiểu hơn. Nếu như có chuyện gì căng thẳng, bạn đừng có giấu ở trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy. Điều đó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, và hai người có thể cùng nhau thảo luận, tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể nữa. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 27 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này với bạn khởi công, động thổ, trăm việc đều tốt, tốt nhất là về xây dựng nhà cửa, cưới gã, chôn cất, trổ cửa, tháo nước và các vụ việc làm thủy lợi. Vì vậy với bạn tuổi Tý nên sắp xếp công việc mà thực hiện cho hợp lý. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, sự khéo léo đã giúp cho bạn có được lợi thế hơn người khác. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, những trò mèo của người ta chẳng qua nổi mắt bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, bạn rất biết cách khai thác vấn đề, đi đúng hướng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, bạn không cần tốt với tất cả mọi người, đều là không thể. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, và dù thế nào cũng tôn trọng sự thật bạn nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 49, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Sửu đừng vì buồn tuổi chuyện gì mà giận cá chiếm thớp, lại vô tình nói lời tổn thương người đang yêu thương bạn hết lòng. Bạn tuổi Sửu cần phải nhận ra cái đúng, cái sai của mình để tránh nói ra những điều vô lý bạn nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có mộc khắc với Thổ. Cái điều này cho thấy với tính khí của bạn rất thất thường, dường như bạn mất đi khả năng tha thứ cho những người mà bạn cho rằng xấu xa. Và khi bạn thấy sự nhẫn nại của mình đã đến kiệt thì cũng đừng có bắt buộc bản thân mình phải cố gắng nữa. Bạn hãy làm những điều mà bạn cho là khiến cho bạn thoải mái nhất. Và ngày này là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 27 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này, nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Vì vậy với bạn tuổi Sửu, tránh làm mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích lên các vị trí này trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, bạn dễ nổi nóng chỉ vì thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, thu nhập ổn định nhờ có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, thích hợp để mạnh dạn đầu tư hay là kinh doanh. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, có thể lên ý tưởng ngay để mở rộng khoản thu nhập hàng tháng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đôi lứa có những hiềm khích riêng khiến cho tình cảm nhạt nhòa. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 64, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần đang gặp ngày có thiên ấn chiếu mệnh, soi đường chỉ lối, giúp cho bạn thấy được sự mạnh mẽ, bướng bỉnh, có thể mang lại được những điều gì rồi đấy. Vậy thì khi nào bạn bắt đầu cảm thấy không thực sự thoải mái thì cũng đừng có khó chịu, hãy phá vỡ guồng quay cũ bằng một điều gì đó thực sự mới mẻ và khác biệt đi bạn tuổi Dần nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Dần nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Vì thế, nếu như bạn đang có bệnh thì rất dễ bị tác động của ngoại cảnh, khiến cho thể lực của bạn bị giảm sút. Và nếu lâu nay bạn lười tập luyện thì bạn cũng có thể quyết tâm để thực sự bắt đầu tập luyện trở lại đi bạn tuổi Dần nhé. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. tức là ngày 27 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này được xem là một ngày xấu cho việc khởi công, động thổ, xây dựng. Vì thế với bạn tuổi Dần, muốn xây dựng việc gì thì nên tránh làm trong ngày hôm nay để tránh rủi ro xảy ra với mình. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, chỉ cần làm theo đúng như kế hoạch là có thể thu được kết quả như mong đợi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, bạn có thể đưa ra những lời khuyên có ích cho những người đang cần. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nhận được sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, chỉ bạn mới thực sự hiểu vấn đề của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, hãy quan tâm, giúp đỡ người khác nhiệt tình. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 21, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có Tam Hội phù trợ, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mão, bạn là một thành viên trong nhóm thì hãy chung tay với tập thể thay vì ích kỷ làm mọi việc riêng theo ý của mình. Thành công của một hoạt động nhóm là khi tất cả cùng hướng tới một cái đích và nỗ lực để đạt được mục tiêu của cả nhóm. Và khi cả nhóm có được kết quả tốt thì chính bạn cũng là người được hưởng lợi rất nhiều đấy, hoặc là tối thiểu thì bạn cũng được học hỏi thêm kỹ năng từ người khác. Và thực tế thì bạn tuổi Mão không đủ khả năng biết được hết mọi thứ, và đây thực sự là cơ hội tốt để cho bạn học hỏi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có chính ấn trợ lực, khơi gọi niềm khát khao muốn học hỏi trong con người của bạn. Vậy thì hôm nay là ngày để cho bạn học hỏi, khám phá và bồi đắp thêm những vốn sống, vốn hiểu biết cho mình, từ đó trưởng thành hơn nữa rồi bạn tuổi Mão nhé. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, có động lực làm việc và tinh thần bền bỉ để vượt khó. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, có thể mắc phải những sai lầm khi đưa ra quyết định vội vàng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, bất cẩn có thể tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lừa gạt. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cần phải giữ tỉnh táo để tìm ra âm mưu của kẻ xấu. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chú ý ăn uống khoa học, tránh việc căng thẳng quá độ. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 95, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang có được báo hiệu bạn rất chú trọng trong việc kết nối, làm quen với người mới, khi trong ngày bạn đang gặp được ngày có Tam Hội chia chở. Và việc này mở ra cơ hội cho chuyện tình cảm cũng như là công việc làm ăn của bạn. Bạn tuổi Thìn cũng cần phải cố gắng đối xử với mọi người thật tốt, bằng sự vô tư, thoải mái của mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được tin tốt lành. Đây là một ngày với bạn tuổi Thìn nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ những người luôn hiểu mình, yêu thương mình. Thế nên bạn cũng biết nắm bắt lấy cơ hội này và thực hiện mong muốn cá nhân, thay vì quay lưng lại với họa và rồi trách họa và đã không giúp đỡ cho bạn nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Có thể tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của ai đó khiến cho bạn ganh tị và bạn tuổi Thìn nên tự tìm lấy niềm vui cho riêng mình. Thay vì ganh tị như vậy, bạn sẽ chỉ mất thời gian và làm tổn thương chính bản thân mình mà thôi. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, chú ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, những chuyện cũ có thể gây nhiều phiền nhiễu cho bạn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn kinh doanh có được cơ hội phát triển quy mô làm ăn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cần phải tỉnh táo để tránh xa những lời xúi dục của người đời. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cần phải quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 56, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày của cục diện ngũ hành Dần Tỵ Tương hại. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tỵ có thể lạc lối khi nghe theo những lời chỉ dẫn của người đang có ý đồ xấu ngầm hãm hại bạn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn rút kinh nghiệm thay vì tức giận mà chửi bới, vì việc này chẳng có ích gì cho bạn cả. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, đừng có để cho những khó khăn do tỷ kim xuất hiện gây ra mà tìm cớ để bỏ cuộc bạn tuổi Tỵ nhé. Bạn cần phải tập trung vào những việc, những mục tiêu của mình, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Khi tinh thần của bạn luôn hướng vào mục tiêu và với tất cả sự quyết tâm thì sẽ không có khó khăn nào có thể làm cho bạn gục ngã được cả, và bạn có thể tìm được cách đạt được mục đích của mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho nên bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày đào hoa vượng sắc. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới. Song với bạn tuổi Tỵ nên dành thời gian để tiếp tục tìm hiểu, và trước khi lựa chọn bất cứ ai thì bạn cũng cần phải bình tĩnh để cân nhắc thêm, chứ đừng có vội vàng làm gì. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tránh xa những người bạn xấu, đừng quá tin tưởng họ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cần tìm cách để chứng minh năng lực thay vì tỏ thái độ nóng nảy. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, bạn dễ bị lừa vì mãi cứ ngây thơ không rút kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tránh ký kết hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, duy trì được không khí gia đình có được sự hòa hợp. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 67, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ, việc cố gắng gỡ bỏ lớp mây mù đang che phủ tầm nhìn của mình trong ngày hôm nay là rất cần thiết khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái việc tránh bạn bị lạc lối sẽ khiến cho cuộc sống của bạn thay đổi. Thế nên trong ngày hôm nay là thời điểm để cho bạn xác định rõ ràng xem mọi thứ tại sao lại như vậy. Bạn hãy chú ý tìm ra đáp án cho mình bạn tuổi Ngọ nhé. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, nhờ có được sự giúp sức của tam hợp phù trợ, cho nên bạn có được sự thuận lợi trong việc cải thiện tình cảm vợ chồng. Các mối quan hệ trong gia đình đòi hỏi vô cùng nhiều sự nỗ lực từ cả hai phía trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc tình yêu. Đây là ngày để cho bạn cần phải cùng với người bạn đời của mình nỗ lực nhiều hơn vì một mối quan hệ tốt đẹp nữa đấy. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn Tử Ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho thấy sức khỏe của bạn mệnh khá tốt. Dù bạn duy trì được thể lực dẻo dai nhờ việc kiên trì tập luyện trong suốt thời gian dài vừa qua, thậm chí trong cái thời kỳ dịch bệnh, bạn vẫn chăm chỉ tập luyện ở nhà được. Như vậy sức khỏe của bạn mới được cải thiện để phục vụ tốt cho mọi công việc. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, bạn là người thấu hiểu chuyện, đánh giá vấn đề sâu sắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, có cơ hội tìm được đối tượng mới qua giới thiệu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, trở nên thoải mái yêu đương mà sao nhã công việc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, đừng có quá vui mà nói lời xuồng xả, gây mất lòng nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, đường tình duyên có rất nhiều điểm sáng. Và đánh giá của bạn Tử Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi không nên vội vàng làm gì cả. Dường như mọi thứ đang chậm lại và điều đó là hoàn toàn cần thiết. Không phải lúc nào bạn cũng có thể hành động dứt khoát, bởi ai cũng cần phải có sự nghỉ ngơi. Và bạn tuổi Mùi, bạn cũng hiểu rằng không có gì là mãi mãi nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo thu nhập của bạn có thể bị hao hụt, thậm chí có nhiều khoản chi trong ngày phát sinh và bạn có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao không thể tránh được. Và để không rơi vào tình cảnh cháy túi, với bạn tuổi Mùi nên lên kế hoạch cụ thể cho các hoạt động chi phí trong ngày. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Trong ngày này, với bạn tuổi Mùi nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn nên lựa chọn những hướng tốt như là Hỷ Thần, hướng Tây Nam và Tài Thần, hướng Chính Đông để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim đang có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy nên cân nhắc để sắp xếp thời gian làm việc cho hợp lý. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đừng có lo chuyện bao đồng mà sao nhã công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, đường tình duyên nhiều muộn phiền. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc nên cố gắng cân bằng các phương diện của cuộc sống. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 54, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành lục xung, cho nên bạn tuổi Thân rất dễ gây mâu thuẫn với người thân trong gia đình, khiến cho mối quan hệ của bạn mọi lúc một căng thẳng hơn. Và thực ra việc bạn muốn giúp đỡ họ không phải là việc dễ gì, khi chính bạn cũng đang gặp rắc rối, thế nhưng người ta cũng không chịu hiểu cho bạn. Và trong ngày này với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, mang tới cho bạn có được nhiều tin vui liên quan tới chuyện tiền bạc. Có thể vì bạn tuổi Thân đang cố gắng làm thêm nghề phụ để tăng thêm thu nhập cho mình. Đối với những ai kinh doanh buôn bán, làm nghề tự do, lúc này cũng đang đi đúng hướng, hứa hẹn sẽ tăng thêm thu nhập cho mình nữa rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho thấy nhờ việc rút kinh nghiệm từ những sai lầm mà trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng phát triển tốt đẹp hơn, hai người luôn tôn trọng nhau, thậm chí mỗi ngày tình cảm hai người càng thêm gắn kết hơn. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, con đường tìm kiếm tài lộc được hanh thông, suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, chớ vội tin vào những lời hứa suông của người khác. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tránh đánh giá vấn đề một cách chủ quan, thiếu cơ sở. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, thà rằng độc thân còn hơn nhắm mắt đưa chân. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đào hoa vượng đối với những bạn đang còn độc thân. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 91, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dậu thứ hai, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính tài hỗ trợ, cho nên với bạn tuổi Dậu cải thiện được chất lượng công việc để có thể lấy uy tín từ cấp trên và nâng lương cho mình. Với những ai đang kinh doanh buôn bán tự do, hứa hẹn sẽ chốt được khá nhiều đơn hàng, doanh thu nhờ đó mà tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Cái điều này sẽ không tốt cho các mối quan hệ của bạn mệnh, chỉ vì bạn quá cứng đầu, cố chấp và không tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu như bạn còn tiếp tục như vậy, dần dần mọi người sẽ tìm cách xa lánh bạn mà thôi. Và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch là ngày 27 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này với bạn tuổi Dậu không nên trị bệnh ở vai, do đó bạn mệnh cần phải lưu ý tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, công việc được suôn sẻ, không có nhiều điều cần phải lo lắng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân, buồn rầu vì những mối quan hệ không đi đến đâu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao nhờ tinh thần trách nhiệm. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nên tập làm quen dần với lịch trình làm việc bận rộn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tính tình nóng nảy khiến cho tình cảm có nhiều trục trặc. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 88, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ hai, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọa tuất phù trợ, cho nên bạn đang có được báo hiệu sẽ nhận được hạnh phúc hiếm hoi. Có thể vì thời gian này bạn tuổi Tuất dành nhiều thời gian hơn để ở bên người ấy, cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi, cho nên mọi sự căng thẳng cũ được hóa giải. Và hơn nữa, khi hai người hiểu được những khó khăn của nhau thì cũng giải tỏa được rất nhiều điều căng thẳng, hiểu lầm không đáng có nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, nhờ có thực thần chiếu mệnh mà giúp cho bạn tuổi Tuất giải quyết được mọi thứ suôn sẻ hơn. Việc nhìn nhận, đánh giá mọi thứ đôi khi không chỉ đơn thuần bằng đôi mắt mà còn bằng cả khối óc, trái tim. Và khi bạn tuổi Tuất biết được mình thực sự mong muốn gì thì mọi lựa chọn của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về thời tiết là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bạn mệnh. Do đó, với bạn tuổi Tuất đừng có lơ là trong việc chuẩn bị quần áo, khẩu trang và những đồ vật dụng trước khi đi ra khỏi nhà, đặc biệt là nên đeo khẩu trang trong cái thời dịch giả như thế này bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, nhân duyên mở rộng. Đối với những bạn đang còn độc thân, có cơ hội kết duyên vừa ý. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, nhiều việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều người. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, việc thi cử trong ngày hôm nay cũng diễn ra khá thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, đôi lứa gặp nhiều mâu thuẫn do bảo vệ chính kiến của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 62, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi, nhờ có lục hợp mà bạn tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn khi việc gì cũng được đồng nghiệp cho tới bạn bè, người thân ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí có người còn cầm tay chỉ việc cho bạn, chia sẻ những kinh nghiệm xương máu để cho bạn có thể hạn chế tối thiểu những sai lầm có thể xảy ra trong tương lai. Ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này có thể gây ra những sai phạm cho bạn trong ngày. Nhưng với bạn tuổi Hợi, hãy cứ để cho những cảm xúc của bạn dắt đối cho bạn trong ngày hôm nay đi nhé. Với những nỗi sợ hãi và những điều kỳ vọng có thể là tạo động lực hơn bất cứ điều gì khác cho bạn nữa đó. Vì vậy với bạn tuổi Hợi, cứ hãy thử xem sao. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 27 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này được xem là ngày xấu, vì vậy với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải lưu ý, kiêng kỵ những công việc như là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà trong ngày hôm nay bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, đào hoa khởi vượng, đối với những bạn đang còn độc thân, gặp được nhân duyên phù hợp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, tình yêu mở lối trái tim, mang tới cho bạn những niềm hân hoan hạnh phúc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, các cặp vợ chồng có những giây phút hạnh phúc, thăng hoa bên nhau. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hôn nhân bền chặt nhờ biết cách san sẻ những gánh nặng với nửa kia. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, biết cách khéo léo vận dụng những gì mà mình đang có để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 57, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.